Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ thành kính, tri ân các chiến sĩ cộng sản, các cựu tù chính trị tại nhà đài Buôn Ma Thuột và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ thập niên thứ ba của thế kỷ 20, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo càng phát triển rộng lớn và mạnh mẽ, thì thực dân Pháp càng tăng cường đàn áp khốc liệt. Với sự đấu tranh kiên cường, không mệt mỏi của các chiến sĩ Cộng sản, cuối năm 1940, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được thành lập tại nhà đài Buôn Ma Thuột, là nhân tố quyết định đến thắng lợi trong giải phóng dân tộc ở Đắk Lắk, góp phần đưa cách mạng tháng 8 năm 1945 tới thành công. Cũng từ hạt nhân, chi bộ đầu tiên đó đã gieo mầm tạo những hạt giống đỏ cho tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã có bước trưởng thành, phát triển về mọi mặt. Đảng bộ tỉnh đã tổ chức lãnh đạo và động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ, hai cuộc kháng chiến vĩ đại để giải phóng dân tộc. Từ những năm đầu mới thành lập với số lượng cán bộ đảng viên ít ỏi, đến nay Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, trên 800 tổ chức cơ sở đảng với hơn 76.000 đảng viên. Chặng đường vẻ vang gần 80 năm của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk là một quá trình lãnh đạo phấn đấu đầy gian khổ, thử thách, hy sinh với những thành tựu to lớn và thắng lợi vẻ vang. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, bản lĩnh trí tuệ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động, phương thức lãnh đạo, chủ động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng lợi thế và nguồn lực, tăng cường liên kết, hợp tác, quyết tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh toàn diện và bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đại biểu đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đài tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến.